Chào các bạn, hôm nay ra hốt ổ dịch siêu cứng vào các bạn. Mấy ngày nay nó bỏ ổ, nó không có vô ấp. Ồ, đây có ổ gà nữa nè các bạn. Trời ơi. Ồ, mấy trứng luôn. Gà nó ấp trong đây nè, rơi lớp trứng quá trời nè các bạn. Mình ra mình tính lợm ổ dịch mà giờ gặp ổ gà luôn các bạn ơi. Đang ấp nè, nó gặp mình cái chạy. Mình qua trứng để vô các bạn. Thôi hốt vô luôn. Hốt vô luôn, để trưa, để nắng nó cũng hư rồi các bạn. Thôi hốt vô hết luôn các bạn ơi. 6 trứng. Rồi đi tiếp lại lợm ổ dịch trong đây nè các bạn, trong cái lùm này nè. Đó là chỗ kín đáo mà mấy ngày nay nó mình thấy nó không vô ấp. Để mình dập ra cho các bạn xem nha. Nè các bạn, ổ kín dịch nè. Quá khủng luôn. Quá khủng luôn các bạn. Quá tự cứng. Luôn các bạn. Giờ mình lấy vô hết. Lợm vô hết các bạn. Nè, dạt ra cho các bạn xem nha. Đó, quá trời luôn nè các bạn. Ô, nhiều quá các bạn. Nó không có vô ấp, giờ mình lấy vô. Để mình đếm thử coi mấy trứng thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 trứng các bạn ơi. Hình như hơn 27 trứng nữa các bạn, để mình đếm mình bỏ vô sau luôn. 2 nè. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 còn sót nữa đâu không? 28 trứng. 28 trứng các bạn. Ồ quá trời. Quá khủng luôn. Gần đầy phao luôn các bạn. Còn sót trứng nào nữa không? Đây phao luôn. Ô bên đây cũng có trứng gà nữa nè các bạn, lợm vô luôn. Quá trời trong đây. Nè các bạn. Trứng gà nữa. Hai 28 trứng vịt, 6 trứng, 8 trứng gà. 28 trứng vịt. Bên kia 6 trứng gà, bên đây 2 trứng, 8 trứng. 8 dưới 28 là 36 trứng các bạn. 36 trứng gần đầy phao luôn. Rồi đem vô các bạn. Mình xin phép dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn trong video sau.
Cảm ơn các bạn đã xem.